Hello, xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay Thái Túc Túc, hệ thống gọi là món ăn Thái cũng khá là nổi tiếng, đã về tới Bình Dương. À, không phải là hôm nay nữa, về cũng chắc được cả tháng rồi. À, Lý Hương có dịp đi thử với lại một số người bạn của Lý Hương, bốn anh em đi vô đây dùng thử. Thì để review một số vài cảm nhận cùng với quý vị nhé. Đầu tiên là về gọi là trang trí của quán ha. Quán được decor trang trí rất là dễ thương cho khu vực ở phố Tây Bình Dương, nơi mà cũng có khá là nhiều những hàng quán ăn tập trung ở khu này. Trong nhà hàng thì có một bức tường được trang trí rất nhiều hình ảnh của đường phố ở Bangkok, Thái Lan. Quán thì xây dựng kiểu dã chiến thôi quý vị. Tuy nhiên thì được trình bày rất là được sắp xếp và trình bày rất là dễ thương, thân thiện với môi trường, và đặc biệt là không gian máy lạnh nên là rất là thích hợp đối với Bình Dương, những ai mà thích đi ăn nhà hàng ở trong máy lạnh. Đó quý vị thấy không? Bàn ghế thì lấy màu xanh dương làm chủ đạo ha. Rồi nhấn nhá cây xanh xung quanh rất là tươi mát và trong lành. Quý vị thấy cái tủ bánh đó không? Trong cái đợt mà Lý Hương đi là khoảng cuối tháng 3 thì có một chương trình gọi là chúng ta có thể là ăn rất là nhiều những món ăn miễn phí ở trong đó. À, tuy nhiên thì khi mà tính bill rồi mới biết là nó đang là ở đâu. Đây, nhóm Lý Hương đi có 4 người thì Lý Hương chọn là 4 cái hũ gọi là bánh plăng, rồi 4 cái hũ gọi là chanh dây, bánh plăng chanh dây. À, rồi bốn cái ly cao cao đó là những cái nước sốt để mình chấm với lại bánh mì đó quý vị. Đó. Còn cái bình hoa bên cạnh là bình hoa giả thôi quý vị ạ. À. Nhưng mà nhìn cũng rất là xinh đúng không? Rồi, thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ thử những cái món ăn được miễn phí. Cái này là mọi người rất là thích đây. Thường là đi với tâm lý là trời ơi, được tha hồ ăn luôn á. Thì rất là thích đúng không? Thì chắc có lẽ là Thái Túc Túc cũng đã nghiên cứu về thị trường Bình Dương cũng nhiều, nên là so với bánh lăng á, thì Lý Hương thấy là cái vị ngọt nó ngọt hơn rất là nhiều nè quý vị. À, tươi béo, tuy nhiên thì nó ngọt lắm. Đây là sữa chua da ua Việt Quất, thì cái này thấy cũng làm không có khó đâu. Cái ly như vậy có thể là khoảng nửa hũ sữa chua. À, rồi xong rồi rắc thêm cái trái mứt Việt Quất lên là ăn rất là ngon đó quý vị. Thì cái phần này là được miễn phí ha. Thì hôm Lý Hương hỏi thì anh quản lý cũng nói là có thể là sẽ chạy nhiều, tùy tình hình thực tế thì sẽ chạy nhiều hơn những chương trình để hút khách vô với cái quán mới. Còn đây là món bạc Thái, một món ăn mà nếu nhắc đến ẩm thực Thái Lan thì chúng ta nên thử. À, thì quán được trình bày cũng khá là đẹp á, tuy nhiên mấy người bạn của Lý Hương trộn lên hết rồi. Sau đó đây là món gỏi cá trê. Gỏi cá trê thì được trang trí rất là đẹp đúng không quý vị? Tuy nhiên thì Lý Hương cũng có thử nhiều cái món ăn Thái rồi, nên là cái phần món ăn Thái của hệ thống Thái Túc Túc, à, không biết là cái mùi vị ở những chi nhánh khác thì sao, nhưng mà về tới Bình Dương thì Lý Hương cảm nhận là có đúng vị Thái, nhưng mà thuộc dạng mà ngon nhất thì cũng không phải. Còn đây là súp tôm dâm quý vị. Đó. À, nói chung là hải sản thì tươi, rau củ quả tươi, tuy nhiên về mùi vị đối với Lý Hương thì nó cũng chưa có đậm đà lắm. À, nó có cái vị chua, rồi nồi lẩu thì luôn luôn nóng. À, tuy nhiên thì nó còn cái vị gì đó khá là nhạt, không có phê lắm. Đường cái điểm cộng là cái không gian của quán, được trình bày, được trang trí theo cái kiểu nhà hàng. À, có rất nhiều cây xanh và đặc biệt là hệ thống máy lạnh nên làm cho chúng mình là rất là thích thú đối với cái thời tiết mà oi bức như những ngày gần đây. Còn đối với cái món gỏi cá trê á, thì nhìn thì trang trí rất là đẹp, nhưng mà để mà tạo nên cái khung trang trí đó thì Lý Hương biết cái kỹ thuật để làm cái vỏ mà nó hình 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 vòm như là cái tạo hình của quán. Tuy nhiên thì về cái chất của cái món ăn á, thì Lý Hương thấy là so với gỏi cá trê ở quán Việt Thái Lý Hương đã từng ăn ở dưới quận 1 thì gỏi cá trê trên đây nó sẽ không có đậm vị bằng, nó có nhiều bột hơn.
Còn đây là món gì nha? Món gọi là lẩu đuôi bò. Ừ. Thì được cái là quán á, nung sẵn ở trong bếp rồi, sau đó thì đem ra là trình bày trên một cái thố bằng inox, rồi ở dưới là có cái tim đàn cầy á, để lúc nào là cái nồi lẩu nó cũng nóng. Đó, cái món này là của Hàn Quốc chứ không phải là của Thái Lan, nên là cái vị nó cũng giống như nó cũng không có để lại cho mình một cái gì nó quá là gọi là sao ta, ấn tượng khó phai đâu, nó cũng bình thường thôi. Ừ. Nhưng mà làm cho cái thực đơn của bên quán nó phong phú hơn, những món này cũng dạng là hot đối với tuổi teen đó quý vị. Còn đây là món gỏi gỏi đu đủ Thái Lan. Tuy nhiên á thì cái món đu đủ này, gỏi đu đủ này vẫn thua một quán mà Lý Hương đã từng dùng rồi và có giới thiệu trên kênh của Lý Hương ở quận 1, đó là hệ thống quán Việt Thái ha. Và đấy là video ngày hôm nay Lý Hương chia sẻ trải nghiệm của Lý Hương khi đi dùng thử ở quán Thái Lan ở Bình Dương, trong hệ thống túc túc ha. Thì nói chung là cảm nhận sơ qua là món ăn được trình bày rất là chỉnh chu, không gian đẹp, thoáng mát, và đặc biệt là có những cái điều mà hút khách rất là dễ thương ha. Được tặng và ăn rất là nhiều những món ăn như là da ua, rồi như là bánh lăng vân vân. Tuy nhiên thì quý vị xem cái bill nè, cái bill là nó còn hai cái phần phần trăm mà chúng ta chú ý nha, đó là thuế 10% và phần trăm gọi là tip đó quý vị, là 5% luôn. Trời, giống y như nhà hàng luôn quý vị, nhà hàng nước ngoài đúng không? Còn ở Bình Dương thì hiện tại những cái deal tính giá như thế này thì cũng khá là mới so với người dân ở Bình Dương đó. Thường thì mọi người tip á, thì muốn tip bao nhiêu thì tip đó, còn giá thì thường là có cái thuế luôn trong đó rồi. Tuy nhiên có lẽ là đây là một cái quán ăn mà nằm trong một cái chuỗi nên là mọi người làm chuẩn chỉnh từ đầu giống như bên nước ngoài luôn, thì đó là một cái phần mà quý vị cũng nên lưu ý ha. Đó thì nó còn khoảng 15% cho phần thuế và phần service, tức là dịch vụ, phần tip đó. Và đến đây thì video của Lý Hương xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Muốn trải nghiệm ẩm thực Thái Lan thì đây cũng là một nơi mà quý vị có thể là ghé đến thưởng thức. Tuy nhiên mặt bằng chung thì giá cả nó hơi mắc hơn khu vực một chút nha.